Yo, hello anh em, tình hình là mình vừa tìm được cái mod khá là hay cho nên là mình muốn giới thiệu với anh em. Đây là cây Finzerdance mà mình mua được ở trong pha xa với giá chỉ có 67.000 thôi. Rất là rẻ mà theo như mình thấy đây có lẽ là cây mod tốt nhất trong cái tầm giá 67.000 này. Vì sao nó lại rẻ? Vì đây là một cái cây bút được làm hoàn toàn bằng máy do Trung Quốc sản xuất và tất cả những nguyên liệu của nó là đều được máy đúc ra 100% chứ không phải là lấy từ bút. Ngoài ra thì mình còn biết một loại nữa là Zeger, nhưng mà Zeger thì cái cảm giác của mình nó không có được tốt lắm vì ngày xưa là mình có mượn của Junior thì quay nó cũng được nhưng mà cái thân nó tương đối là hơi nhỏ và nó khá là trơn do có dán decal để cho mấy bạn nhìn mấy bạn thích, nhưng mà việc dán decal nó sẽ làm cái thân bút nó trơn hơn cho nên là mình không có hứng thú lắm. Đầu tiên khi mua Finzerdance thì các bạn sẽ được một cái ống như này, nhìn nó khá là sang chảnh nhưng mà theo như mình thấy thì đây là một cái loại nhựa khá là rẻ tiền và nó rất là phèn vì khi mà các bạn bóp mạnh thì nó sẽ dễ bị nứt và hai cái nắp nó cũng không có chặt, mình cầm chưa đi được tới quầy tính tiền nữa thì nó đã rớt cái mod ra rồi. Vậy nên các bạn chỉ nên dùng nó như là một cái hộp đựng cho mod đừng dơ để ở nhà thôi chứ đừng có mang tới mang lui nhiều vì mang đi có khi mang về các bạn chỉ còn cái ống, mà cái ống có khi còn chả còn nguyên. Bên trong thì chúng ta sẽ được một cái cây mod khá là bắt mắt như này. Finzerdance sẽ có 4 màu tất cả, đó là đen huyền bí, hồng bánh bèo, xanh lá tươi trẻ và xanh da trời hy vọng. Và tất nhiên đẹp trai như mình thì phải lấy màu hồng rồi. Vì sao mình lại nói nó là cái mod tốt nhất trong tầm giá 67.000? Vì cái chất grip ở hai đầu nó được làm rất là giống với lại Dr. Grip, nó chỉ hơi dày hơn thôi. Còn về cái cảm giác khi mà mình miết ngón tay lên trên bề mặt grip thì nó cho cảm giác rất là giống với lại Dr. Grip màu luôn. Mà Dr. Grip màu thì các bạn biết là Junior bên shop bán với giá là 67.000 thì nó khá là đắt cho một cái grip. Còn cái này các bạn được cả hai đầu mà các bạn còn có tất cả các bộ phận luôn, nguyên một cây mod luôn thì như vậy là rất là lời, rất là rẻ rồi. Cái thân thì mình cảm thấy là cái nhựa của nó khá là rẻ tiền và mỏng, trơn. Tuy nhiên thì cái đường kính của nó tương đối là phù hợp với những bạn nào mới tập chơi. Khi các bạn mới chơi thì các bạn sẽ muốn có một cái cây bút để các bạn có thể thử xem là các bạn có thực sự yêu thích cái trò này không. Thì các bạn có thể dùng cái cây này là 6-7-8 tháng gì đó, sau đó các bạn đổi qua một cái cây bút nó xịn hơn. Thì với giá là 67.000 các bạn cũng đâu cần phải suy nghĩ nhiều. Cái mà mình không thích nhất ở cây bút này đó chính là cái chất lượng mực in lên trên thân. Ban đầu thì trên thân nó có một cái chữ Finzerdance in rất là đẹp, rất là màu. Nhưng mà khi mà mình quay 1-2 tiếng thì cái chữ nó đã biến mất, không còn một cái vết tích gì luôn. Cái thân nó trắng tươi luôn. Thà mày đừng in chứ mày in lên mà quay bay mất chữ thì in làm gì. Nắp của nó được làm ở cái dạng trơn không có gờ cho nên là quay nó sẽ không có bị vướng tay. Và cái nắp này được sản xuất riêng cho cái thân này cho nên là các bạn sẽ không phải lo là cái nắp gắn lên thân thì phải cần thêm băng keo hay là cái gì nối vào nữa. Trên nắp còn được bố trí chỗ để các bạn có thể gắn grip lên. Thì cái này nó sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm đó là khi các bạn gắn grip lên thì nó sẽ làm thành một cái khối rất là đồng bộ và không có bất cứ một cái chi tiết thừa nào. Khuyết điểm đó chính là khi các bạn muốn sáng tạo lại thì những cái chỗ này nó sẽ cản trở cái việc các bạn sáng tạo, nó sẽ làm ra những cái khe hở hoặc là những cái chỗ đội lên không như ý muốn. Một cái chi tiết mà mình nghĩ là sẽ có khá nhiều bạn thích đó chính là cây này có thể viết được. Nó có thể viết ra được cái màu mực mà mình nghĩ là nó trùng với lại cái màu của cái grip. Như là ở đây là mình viết ra được mực màu hồng, còn những cái cây kia thì mình chưa có thử. Ống mực được làm nhỏ và đặt ở hai đầu chứ không phải là trải dài từ đầu này qua đầu kia, chứng tỏ là người làm ra cây này cũng rất là có hiểu biết về việc làm mod. Người ta làm như vậy để cái bút nó không có bị nặng ở phần giữa. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên các bạn là nên tháo ra khi quay, tại vì khi rớt nhiều thì mực nó sẽ không còn viết được nữa mà nó còn có khả năng trào ra ngoài làm dơ cái bút của các bạn. Và cái ống mực khi mà các bạn rơi nhiều lần thì nó sẽ dễ bị xúc ra, gắn đi gắn lại thì rất là phiền. Grip thì nó sẽ gồm có hai phần. Phần đầu là giống như Dr. Grip như mình đã nói ở đầu video, nhưng mà nó hơi dày hơn và nó hơi mềm hơn Dr. Grip. Khi mà các bạn mua Dr. Grip mới thì nó sẽ hơi cứng và rất là khó để mà nhét vào như này. Phần sau thì nó được làm giống như là Sailor nhưng mà nó hơi rẻ tiền hơn. Còn Sailor thì cái chất cao su của nó được làm rất là tốt và cầm rất là đã tay, còn cái này giống như là mình đang cầm dây thun. Tip thì đây không phải là tip, đây là hai cái cục sắt được gắn vào để thay cho tip thôi. Và nhìn nó không có thẩm mỹ lắm, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể tháo ra để mà thay bằng những cái tip, những cái đầu bút thực sự để cho cái cây bút nó nhìn thẩm mỹ hơn. Về khối lượng thì cái bút này ở khoảng là từ 18 cho tới 20g. Thì với những bạn mới chơi các bạn sẽ cần nó hơi nặng một tí để các bạn có thể dễ tập, thì cái bút này mình nghĩ là sẽ nhiều bạn thích. Về độ dài thì mình không có thước ở đây nhưng mà mình ước chừng nó tầm khoảng 22cm thì nó đạt chuẩn.
đối với một cái cây bút vay bình thường. Ok, và đó là những chia sẻ của mình về cái cây bút 67.000 này. Thì tiền nào là của nấy, các bạn sẽ không thể nào hy vọng được là với 67.000 các bạn có thể mua được một cây bút tuyệt vời Gucci Supreme được, mà các bạn chỉ có một cây bút nó tương đối là phù hợp với những bạn mới chơi thôi, dùng được, và một thời gian sau thì mình nghĩ là có lẽ các bạn sẽ thích có một cái cây bút xịn hơn. Thì cái đó là chuyện tương lai. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Như thế này, nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.